Góc Nhà Đẹp Dùng Gian xin kính chào quý cô chú và các anh chị. Ngày hôm nay thì em sẽ quay trở lại đây giới thiệu cho quý cô chú và anh chị một dãy nhà siêu phẩm bên em. Và bởi vì hôm nay là dãy nhà này thì em chỉ còn một căn duy nhất thôi, sẽ có rất nhiều ưu đãi cho quý cô chú và các anh chị. Và căn nhà của chúng ta ngày hôm nay là sẽ nằm ở vị trí là cách quốc lộ 1A chỉ 700m và cách chợ Bình Chánh là 1.5 km. Bây giờ là em sẽ quay về chi tiết căn nhà từ trong ra ngoài để quý cô chú và các anh chị mình nắm được rõ hơn. Đầu tiên là ở trước nhà của mình là có vườn cây ăn trái xanh mát, và ở phía trên là cái mái che rất là chắc chắn và an toàn để che mưa che nắng cho an toàn cho căn nhà của mình luôn. Nhà của mình là có diện tích là ngang 4m2 dài 10m, cũng như là công năng sử dụng là có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Ở phía trước đây thì mình có một cái sân khá rộng rãi, thoải mái để xe cũng như là mình để hoa lá cây kiểng gì đó tùy theo ý thích của mình thôi. Và phía trước đây là một cái cổng chính của căn nhà của mình là bằng nhôm Sinfa kết hợp với kính cường lực, cửa 4 cánh rất là rộng rãi. Và đi vào căn nhà thì ở đây thì bên em có lắp sẵn cho mình một cái màn. Vì nhà của mình là hướng Tây nên nó buổi chiều hay hơi nóng, mình kéo màn lại là rất là mát luôn. Rồi phía trên trần nhà của em thì cũng đã có quạt nè, đèn rất là hiện đại và có hai chức năng luôn nè, vừa đèn vừa quạt, rất là đẹp. Và ở phía bên này thì em cũng trang bị cho mình một cái bức tranh phong cảnh sơn thủy hữu tình. Nền nhà thì mình được ốp gạch men 60. Cũng như là tường nhà thì bên em đã ốp lên gạch men lên mình lên đến 1,2, rất là sạch sẽ, để tránh vấy bẩn nhà mình bị cũ mà. Nhà mình lớp ốp gạch như thế này thì sẽ luôn sáng bóng và mới hoài luôn. Và phía bên này thì bên em có làm ống nước thì mình và ổ điện, mình có thể để bên này là máy giặt, tủ lạnh, rất là gọn. Còn bên góc mấy bên này là mình có tủ gỗ, tủ trên và tủ dưới, là cái gian bếp của mình rất là gọn gàng luôn. Cũng như là mặt bếp hay là đá hoa cương, rất là chắc chắn, bền bỉ. Và có hai bồn inox luôn, hai bồn inox 304, rất là tiện lợi cho nhà mình sử dụng. Giữa ngăn bếp và ngăn khách thì giữa phòng bếp và phòng khách thì em cũng có một cái vách ngăn nhỏ nhỏ bằng gỗ, nó đồng bộ với cái gian bếp của mình, rất là đẹp, rất là đồng bộ. Và phía cuối căn nhà là sẽ là không gian của nhà vệ sinh, rất là gọn gàng. Và gạch tường thì cũng được ốp gạch lên sạch sẽ, cũng như là đầy đủ các thiết bị cơ bản cho nhà mình. Nhà vệ sinh này cũng vừa phải nha cô chú anh chị. Đối diện với nhà vệ sinh sẽ là cái đường cầu thang dẫn lên trên lầu 1. Trên lầu 1 của mình thì sẽ có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Thì đây là cái tay vịn cầu thang thì sẽ làm đồng bộ luôn. Nhà mình là bằng gỗ và cắt CNC hình đồng tiền, nhìn rất là đẹp mắt và chắc chắn. Cũng như là cái bậc cầu thang thì mình là cũng vẫn là đá hoa cương, rất là sạch sẽ và chắc chắn luôn. Bây giờ thì mình cứ cùng lên lầu 1 với em. Và hiện tại thì em đang lên đến lầu 1. Đường bậc thang rất là dễ đi với cô chú và các anh chị. Và ngay bên đây thì là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở giữa hai căn phòng của chúng ta. Nhà vệ sinh ở trên đây thì rộng rãi hơn và được ốp gạch cao hơn, cũng như là nhìn nó thoáng hơn, cũng đầy đủ các thiết bị cơ bản rồi. Phòng ngủ ở phía sau của căn nhà mình có diện tích là khoảng là 16m2. Phòng này thì cũng có đèn điện đầy đủ ánh sáng, cũng như là đèn ngủ nè. Rồi dây điện toàn bộ của căn nhà mình thì được đi ăn tường, cũng như ở đây có dây chờ để mình gắn máy lạnh và các ổ điện đỡ gắn đầy đủ để gia đình mình tiện sử dụng. Còn phía bên này thì vẫn có một cái cửa sổ lùa cho mình, rất là tiện lợi sử dụng cũng như là thông thoáng cho căn phòng của mình luôn. Và cửa ra vào mình là cửa gỗ rất là dày, chắc chắn. Và cửa gỗ thì nó sẽ cách âm rất là tốt, cũng như là đồng bộ với những chi tiết của căn nhà mình là bằng gỗ. Còn phía ngoài đây thì mình có là cái phòng ngủ ở ngoài ban công, vừa có ban công vừa có cửa sổ rất là rộng, khoảng trên 20m2. Ở đây thì cũng có đèn, có gia điện đầy đủ ánh sáng và có thêm màn che cho mình để khi mà nếu mà nắng chói quá thì mình có thể kéo lại cũng như là nó kín đáo hơn. Ở bên này thì có một cái ban công nhỏ để mình có thể ra đây hít thở khí trời. Không khí ở trên lầu 1 thì chắc chắn là sẽ trong lành hơn, và cũng như là ngắm được những cái cảnh phía đằng xa rất là đẹp. Đây là dân cư cũng có là đầy đủ đông đúc, và cũng ban ngày thì mọi người đã đi làm hết rồi, cũng khá là yên tĩnh. Vừa rồi thì quý cô chú và các anh chị mình vừa tham quan cái căn nhà mà siêu phẩm bên em, chỉ còn một căn duy nhất thôi, giá là 880 triệu.
mà nếu mà quý cô chú và các anh chị mình liên hệ em sớm thì sẽ được cái giá rất là ưu đãi, bởi vì mình chỉ còn một căn thôi. Nhà của em thì tóm lại là nó nằm ở cách chợ Bình Chánh chỉ 1.5 km và cách quốc lộ 1A là 700 m, cũng như là nhà mình có diện tích là ngang 4m2, dài 10m, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Ở dưới thì mình có bếp, phòng khách và liền với nhau, rất là dễ sử dụng và dễ dàng mình trang trí, bố trí nội thất. Cũng như là phía trước mình vẫn có một cái sân rất là rộng rãi, thoải mái. Nhà này đúng là một cái siêu phẩm bên em, nên quý cô chú và các anh chị hãy liên hệ ngay để mình được đi xem nhà và trải nghiệm xem là mình có nên mua cái căn nhà này. Em xin nhắc lại là nhà của mình thì có giá là đầy đủ, không phát sinh thêm chi phí là 880 triệu. Và nếu liên hệ thì em sẽ có nhiều ưu đãi cho quý cô chú và các anh chị mình, bởi vì chỉ còn một căn duy nhất thôi. Quý cô chú và các anh chị mình hãy đăng ký kênh Nhà Đẹp Dùng Gian để mình có thể nhận được cái thông báo sớm nhất về những căn nhà được bán ra gần khu vực chợ Bình Chánh. Em xin cảm ơn quý cô chú và các anh chị mình đã theo dõi căn nhà ngày hôm nay. Em xin tạm biệt.